Một cô đi thỉnh pháp sư ạ. À. Hai mời cô Nguyên Trang. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Huy Niệm, kính đảnh lễ hình như là sư Tuệ Nhẫn. Dạ kính lễ cô tu nữ Khê Ma, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Cảm ơn Châu Nguyễn đã cho biết sự kính hữu. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Thammade sanaya janagatha Brahmacharo kathipati sahambati katanchali antivarang ayachatha santi thasak tapparacak kachati kadese tu thammang anukambimang bacang sắc tham ma phê rin quy na yan cha ca yan sút tan cha ban tham ma phi tham ma cham mang a cu ta yan tô tu sắc cha đan đăng bắp bô tha nay ye ba ri sa ya mắt chê. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhóm vườn lộc dạ ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ sau đây, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng, kính cung thỉnh sư Huy Niệm từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay, mi tiên vấn đáp. Dạ kính sư, sư có thể cầm mic và cho con tụi con biết được âm thanh, và sư có thể cho con biết là mình đọc phần chánh kinh từ đâu tới đâu ạ? Dạ con kính cung thỉnh bàn tay của sư Huy Niệm ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ kể về Đức Thành Tâm, sự tự nhẫn hình như không có trong đùm à, có kính đến lễ thầy Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn Đức Tăng. Xin chào quý vị thiện nam tín nữ ở trong lớp học hôm nay. Đúng ra là ngày giảng của sư, nhưng mà hôm qua để Đức Pháp Tính đi công việc cho nên sư giảng dùm cho Đức Pháp Tính ngày hôm qua. Còn hôm nay thì sư không biết là để Đức Pháp Tính có vào hay không. Tuy nhiên tại vì sư cũng ở chùa cho nên không có việc gì bận rộn. Vì vậy
Có thể Đức Pháp Tính đi đường xa trong những ngày vừa rồi, cho nên có thể là mệt mỏi. Và hơn nữa có nhiều cái công việc mà Đức phải thu xếp ở chùa trong cái thời điểm hiện tại. Vì vậy cho nên thôi để sư sinh hoạt với các vị. Còn lại Đức Pháp Tính, nếu mà lát nữa Đức Pháp Tính có vào thì thôi cho Đức Pháp Tính nghỉ ngồi ngồi nghe, hoặc là để Đức có thể làm việc của vị ấy cũng cũng được, không sao. Hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo đi thưa quý vị. Hôm qua mình đã chấm dứt cái phần cũ rồi, hôm nay mình học qua một cái đoạn Atthanawakko. Để xem coi. Rồi, hôm nay chúng ta học đoạn 1 với đoạn 2 đi. Là từ câu hỏi của Đức Vua Milinda hỏi Ngài Nagasena rằng người đi tái sanh thì cũng chính là người ấy hay là một cái người khác. Đây là cái vấn đề thứ nhất. Cái câu thứ hai á, Đức Vua hỏi thêm rằng là thưa Ngài Nagasena, người nào không tái sanh có phải người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh? Hai vấn đề này nó có liên quan với nhau. Cho nên chúng ta học đoạn số 1, đoạn số 2. Còn đoạn số 3 nó cũng qua một cái vấn đề khác. Rồi bây giờ thì sư mời cô. Ở đây hôm nay có cô Nguyên Như nè, cô Nguyên Trang nè, rồi cô Liên Hoa nè. Sư mời quý vị ai có tài liệu ở trước mặt á, quý vị có thể hoan hỷ đọc cái phần chánh văn đoạn 1 và đoạn 2 nha. Rồi, thôi xin mời cô Nguyên Trang đi, xin mời cô Nguyên Trang đi. Dạ Nam Mô Bích Thơ Giá, dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Hy Niệm, kính đảnh lễ sư Tuệ Mẫn, kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào Đạo Tràng. Dạ nguyên như là bây giờ mới ra khỏi chỗ làm thôi sư, nên không có thể nào mà cầm mic được. Dạ con xin đọc chánh văn ạ. Phẩm hành trình. Một, Đức Vua Milinda đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người đi tái sanh cũng chính là người ấy hay là người khác? Vị trưởng lão đã nói rằng, không phải là người ấy mà cũng không phải là người khác. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, Ngài nghĩ gì về điều này? Khi Ngài còn nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, nằm ngửa, có phải chính đứa bé ấy là Ngài hiện nay đã được trưởng thành? Thưa Ngài, không phải. Đứa nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, nằm ngửa ấy là khác. Trẫm hiện nay trưởng thành là khác. Tâu Đại Vương, trong khi là như vậy thì cũng sẽ không có người gọi là mẹ, cũng sẽ không có người gọi là cha, cũng sẽ không có người gọi là thầy, cũng sẽ không có người gọi là nghệ nhân, cũng sẽ không có người gọi là bậc giới đức, cũng sẽ không có người gọi là bậc trí đức, cũng bậc trí. Tâu Đại Vương, phải chăng người mẹ của bào thai mới tượng là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ hai là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ ba là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ tư là khác, người mẹ của người con lúc bé là khác, người mẹ của người con trưởng thành là khác, người học nghề là người khác, người thạo nghề là người khác, người làm việc ác là người khác, người có tay bị chặt là người khác. Thưa Ngài, không phải. Thưa Ngài, nếu được nói như vậy
thì Ngài có thể đáp lại điều gì? Vị trưởng lão đã nói rằng, Tâu Đại Vương, chính tôi đã là đứa nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, nằm ngửa. Chính tôi hiện nay đã được trưởng thành. Tất cả các sự việc ấy được tổng hợp chung lại nương vào chính thân xác này. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như một người nào đó thắp sáng ngọn đèn, có phải ngọn đèn có thể chiếu sáng trong đêm, trọn đêm? Thưa Ngài, đúng vậy, nó có thể chiếu sáng trọn đêm. Tâu Đại Vương, vậy có phải ngọn lửa ở canh đầu là ngọn lửa ở canh giữa? Thưa Ngài, không phải. Tâu Đại Vương, vậy có phải cây đèn ấy ở canh đầu là khác, cây đèn ở canh giữa là khác, cây đèn ở canh cuối là khác? Thưa Ngài, phải. Nó được chiếu sáng trọn đêm, nương vào chính cây đèn ấy. Tâu Đại Vương, tương tự ý như sự diễn tiến của các pháp được liên kết lại, sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không trước không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là người khác. Tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau. Xin Ngài cho ví dụ, Tâu Đại Vương, giống như sữa tươi được vắt ra, sau một thời gian thì trở thành sữa chua. Từ sữa chua trở thành sữa đông, từ sữa đông trở thành trong. Tâu Đại Vương, vậy thì người nào nói như vậy? Vật nào là sữa tươi? Chính vật ấy là sữa chua. Chính vật ấy là sữa đông. Chính vật ấy là sữa trong. Tâu Đại Vương, trong khi nói như thế, có phải là người ấy nói đúng? Thưa Ngài, không phải. Vật được tạo thành nương vào chính sữa tươi ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự diễn tiến của các pháp được liên kết lại, sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không trước, không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là người khác. Tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Đức vua đã nói rằng, thưa Ngài Nagasena, người nào không tái sanh, có phải người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Người nào không tái sanh, người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Thưa Ngài, làm sao biết? Tâu Đại Vương, nhân nào, duyên nào đưa đến việc tái sanh? Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Xin Ngài cho ví dụ. Tâu Đại Vương, giống như người nông dân gia chủ, sau khi cày đất và gieo hạt, có thể làm đầy kho lúa, người ấy vào lúc khác không cày đất, không gieo hạt, rồi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ, hoặc phân phát, hoặc sử dụng tùy duyên. Tâu Đại Vương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng ta sẽ không làm đầy kho lúa? Thưa Ngài, đúng vậy. Có thể biết được. Làm sao biết được? Nhân nào, duyên nào đưa đến việc làm đầy kho lúa? Do sự chấm dứt của nhân duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không làm đầy kho lúa của ta. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhân nào, duyên nào đưa đến tái sanh? Do sự chấm dứt của nhân ấy, duyên ấy, nên người ấy biết rằng ta sẽ không tái sanh. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh đoạn 1 và đoạn 2 ạ. Dạ, sau đây con kính cung thỉnh sư Huy Niệm Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính mời bàn tay của dạ sa thú. Dạ, con kính nhân mít lại cho sư ạ.
Dạ, kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu trong buổi sinh hoạt của lớp học của chúng ta ngày hôm nay, quý vị cùng với sư chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó sư sẽ trình bày ý nghĩa của hai câu hỏi của Đức Vua Milinda đối với Ngài Nagasena về vấn đề tái sanh. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh đẳng giác. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức pháp bảo có công năng hướng thượng đưa đến sự lợi ích cho những ai có lòng tin và thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ân đức tăng bảo là những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta thực ra có những cái vấn đề cá nhân cần phải bận tâm, cần phải lo lắng và cần phải làm cho cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên trong cái đó thì có một số những cái vấn đề chung, nó thuộc về phạm vi mà tất cả mọi người ai cũng phải bị kẹt lại ở đó, phải chịu đựng và đón nhận nó. Đó chính là cái vấn đề gọi là sanh tử, thưa quý vị. Đây là một cái chuyện mà từ xưa tới giờ trong các thời đại, ở cõi nhân loại cũng vậy nữa, những đời mà những vị mà vua chúa, thưa quý vị, họ để mong cầu được cái sống của chính bản thân mình, không tiếc một cái giá nào để mà tìm kiếm một cái phương cách nào đó có thể làm cho họ có thể sống tiếp để mà giữ được cái của mình. Cái khác là vấn đề sanh tử, quý vị, là một cái vấn nạn chung mà tất cả chúng sanh trong đời này ai cũng sợ đó. Mình sợ là tại sao? Vì mình cũng không biết rằng là sau khi ở cuối đời á, mình sẽ như thế nào, đi đâu và về đâu. Đó mới là một cái chuyện mà mình rất là lo âu. Trường hợp những vị đã đạt đến được những cái cảnh giới chắc chắn thì vị ấy biết rõ được cái điểm đến và điểm đi của mình. Cho nên chính vì vậy mà cái sự sợ hãi bấn loạn ở trong lúc lâm chung đó, thưa quý vị, nó không có xảy ra đối với các vị đó. Chẳng hạn như những vị hữu học đó, thưa quý vị, vị ấy tự biết rằng cái số lần tái sanh của mình nó không có còn bao nhiêu nữa đâu. Cái sự ra đi của mình, cho dù chỉ còn sót lại một khoảng thời gian ngắn, nhưng mà cái cảnh giới của mình bước đến nó nhàn hạ, nó không có bị rơi vào trong cái tình trạng khổ cảnh. Ngược lại, đối với phàm phu, thưa quý vị, chúng ta rất là lo âu về vấn đề này. Cho nên đây là một cái chuyện rất là lớn và chung cho tất cả nhân loại nói riêng và tất cả chúng sanh nói chung. Có một lần sư có coi một vài những cái video clip đó, thưa quý vị. Trong tất cả những cái cách, những cái hôn lễ á, thì ở bên đạo Công giáo họ có một cái nhìn ra cũng rất là đơn giản, tức là cô dâu và chú rể đó thì chỉ cần coi như là nắm tay nhau đi đến mặt của cha xứ, và sau đó người cha xứ chỉ cần hỏi hai người để mà xác minh cái sự đồng thuận, rồi từ đó trở đi hai người đã được xác nhận là vợ là chồng theo cái ý nghĩa về mặt tâm linh. Rồi chuyện sau đó thì phải đăng ký kết hôn, thì cái đó là mặt pháp lý thì chúng ta không nói đến. Nhưng mà có một hôm sư có coi được một cái đoạn, nó có cái câu như thế này mà sư cũng buồn cười. Có thể rằng cái người lòng tiếng á, người ta lòng không có chính xác. Bởi vì có những cái trường hợp sư nghe thì sư thấy không có cái câu hỏi này của người cha xứ, nhưng mà sao tự nhiên cái lần đó sư có nghe cái câu như thế này.
Trong đoạn đó thì ông cha xứ mới hỏi cô dâu với chú rể một câu như sau, đó là con có đồng ý lấy người này dù là khổ cực hay là vui sướng, hoặc là dù là sanh lão bệnh tử, dù là sanh lão bệnh tử cũng sẽ lúc nào cũng bên nhau, không có rời nhau hay không. Đó thì khi sư nghe cái câu mà dù là sanh lão bệnh tử cũng sẽ không có rời nhau, thì lúc đó sư mới bật cười và suy nghĩ rằng là cái này là không được nha, cái câu sau này là không ổn nha. Cái câu là có thể miễn cưỡng chấp nhận đi, có nghĩa là dù là vui hay là lúc mà mình vui sướng á, thì mình có nhau, thì cái chuyện này nó có, cái chuyện này nó có thưa quý vị. Bởi vì có những trường hợp á, những cặp vợ chồng người ta có được những cái pháp tương đồng, nhất là những cái pháp mà trong Phật ngôn Đức Phật cũng có dạy là có bốn pháp mà khiến cho vợ chồng có cái sự hòa hợp chung sống với nhau, gọi là bốn pháp tương đồng. Đó là đồng về niềm tin, đồng về thí, đồng về trí và đồng về giới. Bốn pháp này sẽ khiến cho cái cặp bạn đời đó sẽ ở với nhau được bền, không có những cái vấn đề bất trắc xảy ra, dù là vui hay là khổ cũng vẫn nắm tay nhau đi được, nó dễ dàng. Cho nên cái câu đó thì tạm thời chấp nhận, nhưng mà cái câu sau thì không có ổn lắm đâu quý vị. Câu sau thì không có ổn lắm, có thể là do người lòng tiếng người ta lòng tiếng không chính xác. Bởi vì tại sao? Cái vấn đề sanh tử thưa quý vị, đó là một chuyện mà không ai biết trước được. Không ai biết trước được là chúng ta sẽ ra đi lúc nào, ở đâu. Đó. Chính vì không biết trước được, làm sao mình chắc được là trong lúc mà, hơn nữa nó có một chuyện như thế này nữa nè. Có những người á, thưa quý vị, người ta cũng đâu có cái tuổi thọ của mỗi người nó mỗi khác thưa quý vị, tuổi thọ của mỗi người mỗi khác, đâu phải là lúc nào cũng phải có người chết trước có người chết sau chứ. Cho nên cái việc mà sanh tử thì xem ra nó không có chắc chắn trong cái việc nắm tay nhau đâu. Vì vậy chúng ta phải nên hiểu rằng thực sự có hai cái thời điểm mà mình rất là mù mờ và mình ít biết nhiều về hai cái thời điểm đó lắm. Đó chính là lúc mà mình mới sanh ra và lúc mà mình ra đi. Ở hai cái đoạn đó thưa quý vị, có thể nói rằng hai là hai cái ký ức rất là mờ nhạt, hầu như mình không có biết nhiều về hai cái thời điểm đó. Còn lại cái khoảng thời gian mà mình lúc mình trưởng thành, khi các căn của mình đã vững mạnh, mình biết cảnh á, thì lúc bây giờ mình có cái sự nhận thức rõ ràng, có thể mình ghi nhớ được tất cả những cái việc làm của mình, rồi cái mối quan hệ gia đình, bạn bè vân vân và vân vân. Còn riêng về hai cái thời điểm về ký ức về sanh và tử, đó là hai cái mốc rất là khó nhận biết. Đây là chuyện thứ nhất. Thưa quý vị, hơn nữa nó có một vấn đề thứ hai nữa cần biết về cái chuyện mà sanh tử. Ở trong cuộc đời này nó có hai trường hợp. Nó có hai trường hợp. Thứ nhất là một trường hợp tử mà còn sanh trở lại. Đây là trường hợp dành cho những người còn tái sanh. Nó ám chỉ cho tất cả những phàm phu và ba bậc thánh hữu học. Thì trường hợp này là tử mà còn có sự tiếp nối của đời sau, tức là còn có tái sanh. Còn một cái trường hợp thứ hai đó chính là tử nhưng mà không có sanh nữa. Thì đây là một trường hợp của vị vô lậu. Con thấy là Đức Pháp Tính vào trong lớp rồi, thôi hôm nay con thỉnh thì Đức Pháp Tính nghỉ giải lao luôn đi. Hôm nay để con giảng luôn cho. Con thỉnh Đức Pháp Tính ngồi chơi uống nước
uống nước trà rồi lát nữa lo công việc ở chùa đi thầy gì đó. Để hôm nay con giảng cho. Thì thưa quý vị, ở trong vi diệu pháp á, khi mà chúng ta đọc vào trong lộ trình tâm á, thì mình sẽ phần nào mình biết được cái diễn hoạt ngay trong lúc mà mình cận tử và tái sanh trong cái giai đoạn đầu. Hai cái điểm này nè thưa quý vị, hai cái điểm này là hai cái giao điểm giữa kiếp sống này và kiếp sống kế. Và trong hai thời điểm này, có thể nói rằng là lúc đó thông thường đối với phàm phu thì nội tâm của mình nó rất là muội lượt thưa quý vị, nó rất là muội lượt. Chính vì thế mà có những cái trường hợp đó thưa quý vị, phần lớn tất cả chúng sanh ở trong thời điểm cận tử và mới đầu tục sanh đó, chúng ta hoàn toàn không biết gì hết, hay nói một cách khác là chúng ta không có niệm và không có nhận biết một cách rõ ràng về hai thời điểm đó. Chỉ có một vài những trường hợp của người có cái căn duyên tu tập dày, như là chẳng hạn như Đức Bồ Tát chẳng hạn, hoặc là các vị Bồ Tát thượng thủ tinh văn, hoặc là Đức Phật độc giác, Bồ Tát độc giác chẳng hạn, thì cái thời điểm mà quyết định đó thì các ngài có được những cái năng lực về thiện pháp rất là mạnh, nhất là về rất về niệm lực. Cho nên ở trong kinh có đề cập rằng đối với vị Bồ Tát là bị chánh đẳng chánh giác đó thưa quý vị, thì vị ấy bước vào trong thai, tức là nhập thai á, nhập thai vị ấy biết, nhập thai vị ấy biết, ở trong thai đã vào rồi vị ấy biết, và đi ra ở trong cái bào thai á, được sanh ra vị ấy cũng biết. Cái tâm lực của Đức Bồ Tát chánh đẳng chánh giác đó thưa quý vị mạnh tới mức độ đó đó. Còn vị Bồ Tát độc giác thì chỉ nhận biết được hai thời kỳ thôi, tức là nhập trú nhưng mà đi ra không biết. Và vị Bồ Tát thường thủ thiên văn thì cái niệm lực, cái mãnh lực của thiện pháp của ngài á, có thể ghi nhận được lúc nhập thai, nhưng mà từ lúc trú thai là không biết nữa. Từ lúc trú thai là tâm không có ghi nhận được rõ ràng nữa. Và còn lại tất cả những trường hợp ngoài ra đa số tất cả những trường hợp còn lại chúng ta không biết rõ về cái thời điểm này. Chỉ có một vài trường hợp ngoại lệ là những vị cũng thuộc về công hạnh tu tập nhiều thiện pháp, hoặc là kiếp trước những vị ấy có tạo trữ những cái công đức mạnh mẽ, hoặc là có chứng được các pháp thượng nhân hiệp thế như là thiền định, sắc giới, hoặc là vô sắc giới, hoặc là thần thông thế gian, thì những vị ấy vẫn có thể biết được cái thời điểm mà mình tái sanh. Vẫn có thể nha thưa quý vị, chứ không có chắc chắn. Còn trường hợp là nãy sư trình bày cho quý vị ba trường hợp đó, đó là chắc chắn, tức là đối với Đức Bồ Tát, đối với Đức Bồ Tát mà chánh đẳng chánh giác ở kiếp chót thì ngài biết ba thời kỳ: nhập thai, trú và sanh ra. Bồ Tát độc giác thì biết hai: nhập thai và trú. Và Bồ Tát thường thủ thinh văn là chỉ biết cái thời kỳ nhập thai thôi. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta rất là mù mờ về cái vấn đề gọi là sanh tử thưa quý vị. Chính vì vậy mà đây cũng là một cái nỗi ám ảnh rất là lớn đối với tất cả nhân loại. Và vì thế mình từ đây ngoài cái đạo lộ và sự hướng dẫn của
của Pháp, của Phật Pháp ra, thì có thể nói rằng, phần lớn tất cả những chúng sanh đó, thưa quý vị, khi mà nhìn nhận về vấn đề sanh tử đều bị rơi vào hai cái cực đoan, đó chính là đoạn kiến hoặc là thường kiến. Chính vì nguyên nhân đó mà chúng ta hiểu được rằng cái câu hỏi đầu tiên á, của Đức Vua Milinda ở đây á, là nhắm vô vấn đề đó. Tức là Đức Vua hỏi với ý rằng là nếu như trường hợp mà cái người mà đã tạo thiện ác trong đời, đời trước, nhưng mà khi mà tái sanh, khi mà những cái pháp thiện hoặc là pháp ác ở trong cái lộ trình tâm cận tử nghiệp, nó cho sản sinh ra cái tâm quả tái sanh làm người hoặc làm chư thiên ở cõi vui, hoặc là làm các vị phạm thiên, hoặc là tâm quả bất thiện, cho tái sanh vào bốn đại xứ. Vậy thì hai cái giai đoạn đó là hai con người khác nhau hoàn toàn, phải không? Hay là phải chăng cả hai đều là một người như nhau? Thì thưa quý vị, nếu như mà mình nói hai cũng chết, mình nói hai người hoàn toàn khác nhau, không có liên quan gì với nhau hết, thì nó lại thiên vô đoạn kiến, nó lại bị rơi vào trường hợp đoạn kiến. Còn nếu như mà cái trường hợp như mà mình nói là hai người là một, hai pháp đó nó đều là một nhau, thì mình lại rơi vào trong trường hợp thường kiến. Hai cái nào nó cũng đưa đến sự hiểu sai hết. Chính vì đó mà Đức Vua ở đây ngài chưa có hiểu được cái quy trình nhân, cái quy trình nhân duyên của các pháp. Vì vậy mà ngài có cái sự thắc mắc như vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng trong phần chánh văn tất cả những cái câu trả lời của và ví dụ của ngài Nagasena đã cho chúng ta thấy rằng, kỳ thực mà nói, toàn bộ cái quá trình sanh và tử của một chúng sanh đó là một cái sự vận hành theo nhân duyên, theo nhân duyên của các pháp, mà nó cũng không hẳn là hai cái là một thứ với nhau. Bởi vì tại sao? Bởi vì nhân và quả nó khác nhau. Thậm chí đến tâm á, thưa quý vị, ngay trong thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể thấy được tâm trước với tâm sau nó cũng là khác nhau, chứ nó không phải là một. Và mình nói nó hoàn toàn là hai cái khác nhau, chẳng có dây mơ rễ má gì với nhau, thì như vậy nó cũng không đúng, không ổn. Vì tại sao? Bởi vì nó có cái sự liên hệ với nhau, thưa quý vị. Nó có sự liên hệ với nhau. Cho nên những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng là khi mà mình làm một cái việc gì đó, sai trái, cho dù trải qua một cái khoảng thời gian, sau đó mình bị những người cầm quyền người ta bắt giữ, thì ít nhiều khoảng cách thời gian như vậy thì mình cũng phải chịu trách nhiệm đối với những gì mình đã làm trước đây. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó có sự liên quan với nhau, thưa quý vị. Nếu xét trên, nếu nói rằng hai người là khác nhau, tức là cái lúc phạm tội tôi mới có 18 tuổi, bây giờ tôi 30 tuổi là tôi là một người khác rồi, tôi đâu có liên quan gì với người đó đâu. Muốn bắt thì đi kiếm lại cái người lúc mà 18 tuổi bắt, thì nói như vậy thì nó vô lý quá, ai mà chấp nhận được. Còn nếu như mà mình nói hai người hoàn toàn, hai người là một, thì không phải, thưa quý vị, thật sự là như vậy. Bởi vì ngay lúc mà mình phạm tội á, mình có cái tư tưởng khác ở tuổi 18, và cái thân hình mình nó cũng khác, sắc pháp nó cũng, nhưng mà khi mà mình ở tuổi 30 mình bị bắt giữ, thì lúc bây giờ mình có cái tâm tư khác và cái
cái thân hình, cái dung mạo của mình nó cũng khác. Cho nên chính vì vậy nó cũng không phải là một. Nó cũng không phải là một. Cái vấn đề ở đây là câu hỏi đã được Ngài Nagasena chỉ điểm cho Đức Vua Milinda rằng ý muốn nói đến tất cả những cái sự hiện hữu của một chúng sanh, dù là ngay trong hiện tại cũng vậy, cũng theo cái nguyên tắc này, kể cả ngay trong lúc mà tử và sanh, nó là một cái sự diễn hóa quy trình của những thiện pháp, bất thiện pháp, quả của thiện pháp và quả của bất thiện pháp, và chúng tiến hành theo cái mô thức gọi là nhân duyên, dựa theo cái sự vận hành của 12 pháp và sinh, và cộng thêm 24 duyên hệ trong đó nữa, thưa quý vị, cộng thêm 24 duyên. Cho nên nếu như mà mình hiểu như vậy, thưa quý vị, chúng ta sẽ không có bị rơi vào trong hai cái hiểu biết cực đoan, đó chính là kiến, đó chính là đoạn kiến, và trường hợp thứ hai đó chính là thường kiến, thường kiến. Thưa quý vị, trong vấn đề mà mình tu tập á, nhất là quán danh sắc á, nó có một cái loại trí tuệ sanh ra trong lúc vị hành giả đã đạt đến cái trình độ là thấy được cái sau khi đã nhận biết được danh sắc rồi, thì lúc bây giờ vị ấy quán thân tâm đến một lúc, vị ấy có được cái khả năng tức là nhìn ra thấy được cái nhân duyên, cái nhân duyên của danh pháp và sắc pháp nó có sự liên hệ với nhau. Thì chính cái loại trí tuệ này nè, thưa quý vị, nó là một cái pháp gây cái sự chấn động rất lớn, cũng rất lớn đối với tà kiến, mà nhất là thuộc về thân kiến. Thân kiến tuy nó chưa có công năng bứt được cái gốc của nó, nhưng mà do vị đó thường xuyên nhìn nhận tất cả những cái diễn hoạt của thân tâm bản thân mình, kể cả những cái người khác xung quanh mình, thật ra nó cũng là một cái mô thức theo nhân duyên mà thôi. Cho nên từ cái khả năng quan sát đó, vị đó có được một cái loại trí tuệ gọi là phân biệt được nhân duyên của danh sắc, và hiểu được như vậy á, khiến vị đó sẽ có một cái đời sống rất là ít phiền não, nhất là không có bị vướng vào hai cái cực đoan là đoạn kiến và thường kiến. Ở đây quan trọng nhất là thân kiến, thưa quý vị. Cho nên sở dĩ mà chúng ta ít khi nào mà chúng ta hiểu ra được theo cái mô thức nhân duyên của các pháp, có cái này do nó có nhân có duyên, cho nên nó có cái kia, nó có sự liên hệ với nhau, chứ hai cái nó không phải là một thứ. Và nếu nói rằng nó chẳng có liên hệ gì với nhau, là hai cái hoàn toàn khác, thì nó cũng không có đúng lắm, do mình không có thấy được điều đó. Vì vậy mà trong cái cách cư xử của mình ở trong cuộc sống đó, thưa quý vị, chúng ta rất là bị chi phối nhiều bởi cái loại phiền não thiên về chấp nhất, về ngũ quẩn. Từ đó mình mới hay có cái chuyện là tại sao mình cái chuyện mà một người mà người ta đã từng có sự sai trái hoặc là gây gổ đối với mình rồi, nhưng mà tại sao, lý do tại sao mà mình cứ ôm ấp hoài, thưa quý vị, ôm ấp hoài. Đây cũng là một cái trường hợp là mình không có hiểu được nhân duyên. Thật ra cái con người ngày hôm qua đó, người ta đã khởi lên cái tâm như vậy, đúng là cái đó là sai lầm, nhưng mà bây giờ người ta đâu có còn khởi lên cái tâm sân hận hoặc là cãi vã đối với mình nữa đâu, mà ở đó mà mình cứ ôm vào cái pháp cũ ngày hôm qua hoài, từ trước tới giờ, để mà mình phải bực bội trong lòng. Quý vị hiểu không? Đây là một cái vấn đề mà nó cũng làm cho mình coi như là bị phiền. Và đa số chúng ta đều sống theo cái mô típ của sự chấp thủ, của sự chấp thủ, do mình không thấy được cái, hiểu được cái quy trình diễn hóa của nó. Bởi vì mình ít có để ý tu tập đó, thưa quý vị.
cho nên mình mới hay bị vậy, bị như vậy. Còn trường hợp á, nó có một cái loại thứ hai nữa, nó có một loại thứ hai thiên về đoạn kiến nữa, mà cái loại đoạn kiến này nó cũng hơi bị nguy hiểm. Nó có trường hợp những người mà sống về đoạn kiến đó, thưa quý vị, người ta sống một cách rất là cục mịch, cục bộ, và từ đó người ta cho rằng là ôi chết là hết chẳng hạn. Hoặc là nếu như mà mình hiểu không hiểu theo đúng nhân duyên để mà nhận biết các pháp nó có sự liên hệ với nhau chứ không phải là hoàn toàn là không, mình cho rằng cái này là khác, cái người kia là khác. Quý vị biết trong vấn đề tu tập nó có một cái tình trạng như thế này nữa nè. Có một số những người người ta cho rằng là danh pháp và sắc pháp, tức là thân tâm của người ở trong cái giai đoạn này là khác, người trong giai đoạn kia là khác. Từ đó người ta cư xử theo cái cách thức không có chấp nhận những cái điểm tốt của một người nào đó, hoặc là không có chấp nhận những cái lỗi lầm của một ai đó. Hiểu không? Có nghĩa là do bởi mình cho rằng là nó đâu có sự liên hệ gì với nhau đâu. Người này là khác, người kia là khác. Từ đó mình có cái thái độ nó rất là cực đoan, thưa quý vị, nó rất là cực đoan. Thậm chí có những trường hợp họ cho rằng chết là hết, chết là hết. Rồi mặc sức sống như thế nào cũng được, tất cả ai cũng cuối cùng cũng đi đến một cái điểm chung là chết, là trở về với cát bụi, đều như nhau cả thôi. Cho nên việc mà mình đối xử tốt hay xấu gì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến cái cuộc đời của người ta. Từ đó họ sống rất là cực đoan, họ sống rất là cực đoan. Cho nên chính vì vậy mà cả hai lĩnh vực nếu như mà mình không hiểu theo đúng pháp là một cái tiến trình của nhân duyên, mà mình rớt vào trong đoạn kiến và thượng kiến thì mình khổ đường nào mình cũng chết. Còn nếu như trường hợp hiểu ra được thì chúng ta có thể sống ngay trong hiện tại, mình bản thân mình sống rất là an lạc, và mình cũng có thể làm cho người khác được an lạc, thưa quý vị. Mình có thể làm được cho người khác được an lạc. Chẳng hạn như nói ví dụ như sau, cho dù mình gặp một cái điều bất lợi xảy ra trong cái bệnh nào đó, thì chúng ta cũng dễ dàng bỏ qua, thưa quý vị. Chúng ta chấp nhận và dễ dàng bỏ qua, chúng ta không có ôm ấp những cái ký ức đau buồn đó, ngay kể cả chính bản thân mình. Nếu như mà mình mà cứ bị rơi vào trong thường kiến đó, thưa quý vị, chúng ta hay bị trách móc bản thân lắm. Tại sao tôi lại như vậy? Trước đây tại sao bản thân mình lại có những suy nghĩ coi như là sái quấy như vậy? Thật ra cái pháp đó nó đã diệt rồi, ở đó mà ngồi cứ ôm mà nhai thì bản thân mình rất đau khổ, đúng không? Rất là đau khổ. Cái mà mình không thể nào mà mình làm được thì mình hãy cho nó qua một bên, nhưng mà mình nhận biết rằng đó là đúng, đó hay là sai, thì mình nhận biết để ngay trong hiện tại nè, mình nên làm những gì cần thiết, cần phải làm. Chứ ai đâu mà ngồi đó mà nhai. Chẳng hạn sư nói cho quý vị với một cái câu chuyện rất là đơn giản rồi, nhưng mà hôm qua cũng hơn là sư sực nhớ ra. Ba sư đang ở trong lớp sư giảng bài cho quý vị á, thì ở bên ngoài á nó có một cái chuyện là do dọn dẹp cái mặt bằng để mà làm cái móng xây cái tường á, cho nên phải thu dọn một số những cái cây ở ngoài sát ranh, bởi vì nó chiếm chỗ á. Mình xây nó đụng ngay mấy cái rễ cái gốc thì nó cũng không được, cho nên bắt buộc phải dọn. Thì mấy cái ông thợ cưa đó, xưa ở trong đây sư giảng bài, thì mấy ông thợ cưa ở ngoài đó không biết ông làm gì, ông èn ngoài đó, xong cuối cùng sư thấy sư rớt mạng. Thì sư nghe cái tiếng cưa lúc bây giờ sư mới nghi rằng là có cái gì đó sai sai ở ngoài đó rồi. Thì lúc bây giờ sư mới đi ra thì y như rằng
cái cọng dây cáp của mình nó đứt ra, nó nằm dưới đất. Thì lúc đó sư mới hỏi là ủa mấy anh ở đâu vậy, tại sao mấy anh đến đây cưa cây? Mấy người, hai người đó mới nói rằng là dạ cô Năm bảo tụi con dọn nó sư. Nó ồ vậy thì được rồi, nhưng mà tại sao mấy anh lại tự ý mấy anh bứt đứt cái đường cáp của sư? Cái đó là dây cáp sư đang dạy học trong đây, giờ bứt đứt rồi sao sư dạy? Thì mấy anh mới nói rằng là không sao sư, thì con cứu xíu rồi xong rồi lát nữa xong rồi con nối lại. Mấy anh tưởng cũng giống như là dây điện vậy đó, hoặc là mấy dây khác đó, nối lại được, chắc nối được. Nhưng mà cái dây cáp đó, nét đó, nó không phải như dây điện bình thường. Nó xài cái lõi bằng thủy tinh gì đó, cho nên chính cái người ở trên đó xuống người ta bấm đó, gọi chính cái sở ở trên thông viễn thông đó xuống người ta bấm thì mới được, chứ không phải là mình tự lắp được. Thì từ đó sư mới nói một câu, nói trời ơi, cái này đâu phải là như là dây thần dây ấy đâu mà anh chấp phá được, cái này phải kêu cái người kia xuống. Thì khi mà sư nói như vậy á, sư bắt đầu nhận thấy rằng hình như mình cũng có cái gì đó nó hơi càm ràm ở trong đó. Lúc bây giờ tự nhiên sư tỉnh ra, tỉnh ra hình như mình cũng hơi càm ràm rồi đó. Cái việc này nó đã xong rồi, bây giờ có đứng đi càm ràm đi nữa thì nó cũng đứt rồi, nó cũng nằm dưới đất rồi. Cho nên thôi bây giờ cái việc mà mình cần phải làm là chấp nhận cái hiện trạng đó và vác máy đi ra chỗ khác kiếm wifi để mà tiếp tục lên lớp làm cái công việc. Thế rồi bắt đầu sư mới chạy vô, thì sư mới chạy qua bên phòng của cô Năm, sư mới làm tiếp công việc đó. Thưa quý vị, cái vấn đề rất là đơn giản như vậy thôi. Nếu như mà mình không có nhận thức ra được á, cái quy trình của các pháp á, thật ra có những pháp mà nó đã diệt rồi, nhưng mà mình không có hiểu được cái chuỗi nhân duyên của nó để mà mình tiếp tục sống, làm những gì cần phải làm, mà mình cứ ngồi mình nhai, mình cứ ngồi mình nhai, mình cứ ngồi mình nhai hoài mấy cái chuyện cũ, thì như vậy nó sẽ càng rối rắm thêm. Nó sẽ càng rối lắm thêm. Còn một trường hợp thứ hai nữa, nếu như mà mình hiểu sai thì mình cũng chết nè. Tức là mình sống một cách cho rằng là hai cái nó hoàn toàn nó không có cái gì liên quan với nhau hết, theo cái lối đoạn kiến. Thì từ đây nó sẽ sẵn ra một cái tình trạng là cái người đó sống theo cái tâm không biết lớn, không biết nhỏ, không biết đúng, không biết sai. Sống theo cái kiểu giống như là bà đâu làm đó, bởi vì họ cho rằng các pháp nó đâu có liên quan gì với nhau đâu, nó đâu có liên hệ gì với nhau đâu, cho nên cần gì tôi phải chịu trách nhiệm với những gì tôi phải đã làm, cần gì tôi phải giúp đỡ những ai, cho nên tôi cứ sống mặt nó đâu có hề liên quan gì với nhau đâu. Mình muốn sống sao mình sống. Thì có những cái trường hợp, có những trường hợp do không thấy được cái sự liên hệ của thân tâm, danh pháp sắc pháp, hoặc là những cái mối liên hệ chung trong đời sống của chúng ta hiểu theo cái lối đạn kiến, thì lúc đó người đã sống nó ớn lắm quý vị. Cái kiểu này, cái kiểu sống đạn kiến nó còn nguy hiểm hơn cả thường kiến. Ở trong kinh á, ở trong kinh có nói rằng đa số những trường hợp đoạn kiến là chắc chắn đi địa ngục. Mà nếu như mà đoạn kiến mà ôm vô trong cái tình trạng mà không buông bỏ đó, gọi là tà kiến cố định đó, nó dẫn đến trường hợp mà bác bỏ luôn là những người không có cha, không có mẹ, không có cái gì được gọi là thiện ác cho quả như thế này thế kia, hoàn toàn hai cái nó chẳng có liên hệ với nhau, nó không có đời này đời sau vân vân á, thì thôi trường hợp đó là bệnh nặng lắm rồi. Còn trường hợp thường kiến đó, thưa quý vị, trường hợp thường kiến nó vẫn có thể làm cho con người ta sống tốt được, vẫn có thể làm cho người ta tạo được thiện nghiệp. Chẳng hạn như sư nói, thông thường tất cả những người Phật tử mình đó, do mình chưa có tu được rốt ráo, mình chưa có ngồi liêm diêm được nhiều, cho nên làm sao mà mình thấy được nhân duyên danh sắc thường xuyên, cho nên trong tâm của mình đó, ít nhiều nó cũng chỉ có ở cái mức là mình sống an trú vào trong những thiện pháp như là bố thí, giữ giới vân vân, với tâm mong cầu kiếp sau mong rằng cho con được như thế này như thế kia, thì cái đó nó cũng thuộc về thường kiến. Cũng về thường kiến, nhưng mà thường kiến này nó cũng đỡ hơn thưa quý vị. Còn đoạn kiến là thôi,
rạn kiến là thôi. Đó chỉ có đem coi như là ra thịt cắt cổ rồi, chứ còn cái thứ đó là xài không có được. Đó. Cho nên đối với trường hợp mà chúng ta thấy ở đây, Ngài Nã Ca Sên Án này đã giải thích cho Đức Vua rằng là để Đức Vua hiểu được rằng là cái quá trình mà sanh tử đó là một cái quy trình nhân duyên, không nên hiểu theo cách hai cái hoàn toàn là khác nhau, không nên hiểu như vậy, không nên hiểu như vậy, bởi vì hiểu như vậy nó sẽ bị nằm trong trường hợp đoạn kiến. Và cũng chẳng nên hiểu là hai cái là một, bởi vì nếu hiểu hai cái là một á, nó sẽ nằm trong cái trường hợp đoạn kiến, đoạn kiến. Và nếu như người xin lỗi quý vị, trường hợp trước là đoạn kiến, còn trường hợp mình hiểu rằng hai cái là một, hai cái là một, nó giống nhau, giống nhau, không có cái gì khác hết, thì mình sẽ bị rơi vào thường kiến. Cái thường kiến á, thưa quý vị, thật ra nó cũng là một bất thiện pháp, bởi vì chi pháp của nó cũng nằm trong cái tâm sở tà kiến. Nhưng mà nếu như mà tuy nhiên nó vẫn là nhân là duyên, có thể tạo những thiện nghiệp được chứ không phải là không. Thậm chí nó có thể cho quý vị là nhân là duyên sanh lên cõi sắc giới luôn cũng được. Chẳng hạn như Đại Phạm Thiên Bá Cá, thưa quý vị, vì đó cũng có cái sự chấp thủ, ngũ uẩn chấp thủ, vẫn có thường kiến, cho rằng ta sống rất là lâu, vân 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 vân. Nhưng mà cái quan trọng ở đây á, là hễ bất cứ hình thức nào hiểu sai về nhân duyên của danh và pháp và sắc pháp, nằm trong tình trạng của đoạn kiến hay là thường kiến đi nữa, thì chúng ta vẫn bị ngăn, không có đặt chân được vào trong cái lãnh địa của thánh bức, của thánh bức. Mà hễ còn ở trong phạm vi của sanh tử luân hồi, thưa quý vị, dù là mình có sanh lên tới cõi trời cao nhất cũng vậy, hoặc là mình có như thế nào đi nữa, thì theo cái quy luật nhân quả, nhân duyên của nó, nghiệp lực nó, chúng ta không thể nào mà chúng ta muốn theo được cái ý của mình. Mình xài hết phước của mình thì mình cũng phải trôi lăn theo cái hạnh nghiệp của mỗi bản thân. Mà mình đâu có phải rằng trong vòng luân hồi lúc nào mình cũng tạo thiện nghiệp hoài đâu, thưa quý vị. Cũng có những lúc mình tạo bất thiện nữa chứ. Nên, cho nên lúc mà pháp nó sanh lên ở lúc cận tử thì chúng ta cũng hiểu được rồi cái nơi đến của mình là ở đâu rồi. Chính vì vậy mà cái quan trọng ở đây là Ngài Na Ga Sê Na Á, Ngài muốn chỉ ra cho Đức Vua thấy không nên để hiểu theo cái lối nào thuộc về tà kiến, nhất là đoạn kiến hay là thường kiến. Rồi đó là cái câu thứ nhất. Chúng ta thấy sư không cần phải đề cập đến, bởi vì thiết nghĩ rằng ở trong phần chánh văn những cái ví dụ mà Ngài Na Ga Sên Á Ngài nêu ra đa dạng, rất là đa dạng, chúng ta cũng hiểu được đó, nó là một cái quy trình, thưa quý vị, nó là một cái quy trình nhân duyên. Chẳng hạn như một con người lúc mới sinh ra, trưởng thành, lớn lên, vân 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 vân. Rồi vấn đề thứ hai, Đức Vua hỏi Ngài Na Ga Sên Á rằng là người nào không tái sanh. Hồi nãy sư nói quý vị ở trong cái phần đầu á, là có đối với sanh tử nó có hai trường hợp. Thứ nhất là trường hợp tử mà còn tái sanh, đúng không? Và trường hợp thứ hai là tử mà không còn tái sanh. Thì cái câu số 2 này nè, nó nằm trong cái trường hợp sau. Nó nằm trong cái trường hợp là có những hạng người trong đời này tử nhưng mà không có còn tái sanh. Tử không có còn tái sanh. Trường hợp này là trường hợp của một vị đã đoạn tận các lậu, không còn dư sót. Không còn dư sót. Thì ở đây thưa quý vị, nó có một cái ở trong để sư nhớ này. Hình như ở trong bộ Cà Thao Quách Thú, ở đó sư có đọc ở trong bộ Cà Thao Quách Thú, nó có một cái câu chuyện
là nó có trường hợp với những người á để biện luận cho cái để che đậy cho cái sự dối trá của bản thân mình. Vị ấy sau khi tuyên bố lên cái sự đoạn tật cắt lọc của mình á, rồi từ đó vị đó phải dùng nhiều những cái lời dối trá để mà che đậy cho sự việc đó. Bởi vì tại sao quý vị biết không? Bởi vì nó có những cái trường hợp khi mà chúng ta đã tuyên bố, chẳng hạn như mình tuyên bố mình là bậc vô lậu đi, hoặc là mình tuyên bố mình là người có được chứng được xác nhận ông A, bà B hay là cô C gì đó, chứng được tứ thiền hay tam thiền vân vân. Khi đã được xác nhận như vậy hoặc là tự mình tuyên bố như vậy thì cái đời sống của mình, một số những người có trí đó, người ta sẽ muốn biết có thật hư hay không, người ta sẽ quan sát cái đời sống, nhất là cái biểu hiện về thân khẩu ý của con người đó. Quý vị cứ quan sát một thời gian là quý vị sẽ biết là có thật sự là người này có pháp đó hay không. Bây giờ không cần quảng cáo nhiều, cấp bằng cấp giấy chứng nhận gì bây giờ không cần biết. Bây giờ ai nói chứng tứ thiền hay là như thế này như thế kia, cứ để cho sống một thời gian gần, khéo ý quan sát là biết là thật sự người này có hay không. Có hay không? Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái lĩnh vực về pháp á, chúng ta không thể nào mà chúng ta giấu giếm được, thưa quý vị. Mình không thể nào mình giả bộ được trong một thời gian dài. Bởi vì tại sao? Bởi vì phiền não á, nó không cho phép, nó không cho phép giả bộ được trong một thời gian dài. Vì thế mà cứ lòi ra một thời gian, người ta hay nói một câu là giấy không gói được lửa, là cũng ý nghĩa đó. Giấy không gói được lửa, tức là một ngọn lửa dù nó là nhỏ thôi, nhưng mà cái bản chất của nó là lửa, thì bây giờ có lấy bao nhiêu giấy đi nữa, gói vô nữa, thì đến một thời gian sau nó cũng cháy từng lớp và nó lòi ra ngoài. Chính vì thế mà ở trong Bộ Kệ Tài Quốc Thú nó có câu chuyện đó, tức là các vị đệ tử mới thấy, ủa sao thầy nói thầy A-la-hán mà sao thầy còn trong lúc mà ngủ thầy còn bị mơ màng, có những cái cảm thọ khổ về thân, rồi đến nỗi mà không có thu thúc kiềm chế được, không có được yên tịnh, mà miệng phải la ra là khổ quá, khổ quá, khổ quá, vân vân. Đó, và có nhiều trường hợp bị lộ diện như vậy. Nhưng mà tất cả những cái trong tất cả những cái bối cảnh đó thì cái vị thầy mới nói rằng là có cái trường hợp một vị là vị A-la-hán chứng đắc được A-la-hán, nhưng mà không biết là mình chứng đắc, nó vô lý như vậy đó. Thì quay trở lại vấn đề đó, thì thưa quý vị, đối với trường hợp mà về pháp thực chứng, cho dù nó là một cái gì đó sanh lên một cách rất là mau lẹ, dù chỉ có một sát na tâm, tâm đạo với tâm quả, tâm đạo thưa quý vị nó có một sát na, tức là một khoảng khắc rất là ngắn. Nhưng mà khi mà vị đó đã thành tựu, đã chứng đắc được tâm đạo, là tu đà hường những ngàn đi, vừa qua những chập tư tưởng sau, thì vị đó nhận biết một cách rất rõ ràng là mình, cái cương vị tâm linh của mình đã ở cái mức độ như thế nào, vị đó tự biết luôn. Và đồng thời vị đó cũng hiểu ra được là mình còn những cái thứ gì ở trong tâm, và đã bước được những cái thứ gì ở trong tâm, hiểu biết một cách rất là rõ ràng. Có một lần á, sư lúc đang ở bên Thammasukha, thì lúc bây giờ thầy thiền sư ngài đang tiếp một cái phái đoàn của người Tây phương. Lúc đó sư đang dẫn một vị thầy Bắc tông đi lên để mà gặp thầy, tác trình xin thầy là cho vị đó được xuất gia bên hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy. Thì lúc bây giờ khi mà vào trong trong phòng của thầy á, thì sư gặp thầy đang tiếp Phật tử, thì sư mới tính tôi đi ra ngoài.
Nhưng mà lúc bây giờ thầy mới nhìn sư, thầy mới chỉ sư Hoàng Gốc, ý là muốn thể hiện là nói là sư cứ ngồi ở đó để tôi giải quyết xong việc ở đây rồi sẽ đến sư. Thế rồi sư ngồi đó sư nghe. Cái này là được phép ngồi nghe nha, chứ không phải nhiều chuyện nha thưa quý vị, chứ không phải là ngồi hóng nha. Cái này là bị bất đắc dĩ thôi. Thầy kêu ngồi đó, con ngồi con nghe. Để thưa quý vị cũng hay, vô tình sư ngồi đó sư cũng học được một chút. Trong cái nhóm Phật tử đó là mới vừa tu từ một cái khóa thiền ở đâu đó. Ở đâu đó sư không có nhớ, sư không có nhớ rõ cái giai thoại đó, không có nhớ rõ cái điểm mà vị đó từ đâu đến. Nhưng mà các vị đó đại khái là đã được xác nhận rằng sau khi chấm dứt cái khóa tu tập đã thành tựu được tuệ này tuệ kia gì đó vân 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 vân. Thì lúc bây giờ đến trình với thầy Tejaniya thì thầy nghe thầy làm thinh. Sau khi đã để cho họ nói hết rồi xong, lúc đó sư nhớ thầy chỉ hỏi có hai câu thôi, hai câu thôi là hoàn toàn đứng hình, đứng hình. Thì lúc đó thưa quý vị, thầy hỏi rằng khi mà mình khi sanh lên, khi mà sanh lên cái pháp đó thì pháp đó nó như thế nào, và ngay lúc đó mình có biết rằng ngay trong thời điểm đó mình có nhận biết được rằng là mình có được cái loại trí tuệ đó hay không? Thầy hỏi vậy thôi, hỏi vậy thôi. Thì những người đó họ mới ngớ ra, tức là không biết, là quý vị không 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 trả lời được. Sau khi họ đã im lặng một một chút thì thầy mới nói thêm một câu: đối với việc trải nghiệm về tâm linh thì không thể mà không biết những gì mà mình đã thành tựu, không thể không biết những gì mình đã thành tựu. Những pháp nào mà mình đã trải nghiệm thật sự ở trong tâm, nếu mà đó là có thật, khi được hỏi đến về tất cả những phương diện về pháp đó, về tướng trạng, về thời điểm lúc mà mình khởi sanh lên, trong oai nghi nào, như thế nào, ra sao, thì vị đó sẽ biết rất rõ ràng và không ngại gì để mà đáp hết tất cả những câu hỏi về kinh nghiệm mà vị đó đã trải qua. Xong rồi sau đó sư chỉ nhớ đến cái câu trả lời rất là mấu chốt đó thôi. Thì ở đây thưa quý vị, đừng nói chi đến vấn đề thánh đạo và thánh quả, chỉ ở những cái mức tâm còn hạn hẹp, còn hạn ở trong hạn cuộc của hiệp thế thôi. Bởi vì thưa quý vị, ở trong 16 tuệ minh sát á, chỉ có đạo tuệ với quả tuệ là thuộc về siêu thế thôi. Tất cả từ hành xả tuệ ngược về trước vẫn còn thuộc về phạm vi của phàm phu, và nó có thể bị mất trạng thái đó nếu như mà mình không có giữ, nó vẫn có thể bị mất chứ không phải là không. Cho nên ở trong trạng thái đó mà mình vẫn có thể biết rõ, mà huống hồ gì làm gì có chuyện mà một vị thánh là bậc A-la-hán mà không hề nhận biết được rằng mình còn tái sanh hay không. Và lý do tại sao mình không còn tái sanh nữa thì chuyện đó nó không hề xảy ra, không hề xảy ra. Cho nên đối với một vị vô lậu thưa quý vị, vị đó biết rõ nguyên nhân tại sao mình còn tái sanh, nguyên nhân tại sao mình hết tái sanh, mình hết tái sanh. Và kiếp đó là cái kiếp sống cuối cùng của mình, kiếp sau đó là kiếp sống cuối cùng của mình. Cho nên Ngài đã dùng nhiều những cái hình thức là cái nhân nào đưa đến sự tái sanh, vị đó biết nguyên nhân tại sao, và cái nhân nào nó không có sanh ra cái vật đó nữa, vị đó cũng hiểu biết là do nó không có còn điều kiện để được việc, nó không còn điều kiện nữa. Hơn nữa nó có một thông tin như thế này, sư trình bày đến quý vị rồi xong rồi mình chấm dứt, nó cũng khỏi lẽ. Quý vị biết rằng chúng ta có ba cái thời điểm chúng ta, cái đời sống của mình đó, nếu mà nói một cách tổng quát, chúng ta có ba cái thời điểm của sự diễn hoạt tâm linh. Thứ nhất là thời điểm
tái sanh. Tại điểm tái sanh thì điểm tái sanh á là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là kế đến, được gọi là thời điểm bình nhật. À, thực được gọi là thời điểm bình nhật, tức là từ lúc mình sanh ra ra xong rồi nó kéo dài cho tới lúc mình sắp chết, thì cái khoảng thời gian mà như vậy á được gọi là thời thời bình nhật. Và cái những cái lộ tâm cận tử cuối cùng để mà kết thúc cái kiếp sống đó được gọi là cái thời điểm mà cái thời điểm cận tử thời điểm tử. Thì ở trong cái giao điểm của hai kiếp sống thưa quý vị, đó chính là tâm tử và tâm tục sanh. Hai tâm này nó nằm sát nhau, hai tâm này nó nằm sát nhau thưa quý vị. À, tâm tử và tâm tục sanh, tức là cái người nào mà còn tái sanh á, người nào mà còn cái mầm chủng, còn cái nguyên nhân để tái sanh á, thì sau khi tâm tâm tử sanh lên thì tiếp đến sẽ có một cái tâm khác. À, tâm khác, tâm này là cái sản phẩm của thiện hoặc là bất thiện. Nó sanh lên, nó làm cho công việc gọi là công việc tục sanh, gọi là công việc tục sanh. Thì khi tâm này nó sanh lên đó thưa quý vị, trong một cái lộ trình tâm đầu tiên của kiếp sống mới, à, cái tâm động lực, cái tâm động lực mình hay gọi là cái tâm phản ứng đối với cảnh đó, nói một cách dễ hiểu đó là cái tâm xử lý cảnh, cái tâm phản ứng đối với cảnh. Thì trong cái lộ tâm đầu tiên của kiếp sống mới thưa quý vị, của cái người mà còn tái sanh đó, cái tâm xử lý cảnh hay còn gọi là tâm động lực bao giờ nó cũng là tâm tham. À, quý vị nên biết một điều như thế này nha, bao giờ nó cũng là tâm tham. Cho dù Đức Bồ Tát ở kiếp chót luôn, khi mà ngài tái sanh thì cái loạt tư tưởng đầu tiên của kiếp sống mới nó vẫn là tâm tham thưa quý vị, bản chất nó vẫn là tâm tham. Chư thiên ở cõi dục giới cũng vậy, hoặc là cõi trời sắc giới cũng vậy, hoặc là vô sắc giới cũng vậy, cái loạt tâm động lực đầu tiên nó là tâm tham. Bởi vì đây là một cái quy trình bắt buộc của những người còn tái sanh. Nó khởi lên để làm gì thưa quý vị? Nó khởi lên để làm cái công việc bám níu vào kiếp sống mới. Rồi sau đó thì tâm thiện hay là gì khởi thì cái chuyện đó là tính sau, nhưng mà trước hết là phải là anh tham trước, nó làm công việc bám níu với kiếp sống mới. Cho nên cái trường hợp á, chỉ khi nào mà một vị mà đã đoạn tập hết tất cả, đoạn tận gốc, cái sự bám níu đối với các pháp, kể cả đối với dục giới, sắc giới hoặc là vô sắc giới, thì vị đó mới không còn cái điểm nối giữa tử và tái sanh nữa đâu. Còn lại những trường hợp ngoài ra, hễ còn một chút gì đó sự bám níu lưu giữ đối với sự hiện hữu, đối với sự sống, dù là chúng sanh vô sắc đi, thì cái tâm tham đó nó cũng công việc là ái vô sắc, để nó link hai kiếp sống với nhau, nó link hai kiếp sống với nhau. Cho nên đối với trường hợp một vị bô lậu đó quý vị, A-la-hán là vị đó biết, vị đó biết do bởi cái điểm nối đó nó không còn nữa rồi, nó không còn nữa rồi. Và Đức Vua ở đây ngài đã có ý muốn hỏi nhẹ xem coi có phải vị này là vị A-la-hán không, nhưng mà ngài Gassena ở đây ngài trả lời rất là khôn khéo, ngài trả lời chung chung thôi. Rồi như vậy đó, hôm nay mình học tới đây thôi, phần còn lại thì cũng còn khoảng 10-12 phút, cho nên sư dành thời gian cho quý vị, nếu như có cái gì thắc mắc sư có thể giải quyết được cho quý vị thì sư sẽ làm. Rồi bây giờ sư mời quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Tính, con xin kính đảnh lễ sư Quy Niệm, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Nhẫn, con xin kính lễ cô tu nữ Khê Ma, và con xin kính chào đạo tràng. Dạ Nguyên Như xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Quy Niệm, hôm nay bài học rất là khó và cũng rất là hay bạch sư.
Dạ con thấy Liên Hoa có một câu hỏi để đặt cho bài học ngày hôm nay Bạch Sư. Vậy cho con hỏi, tâm động lực này mạnh yếu khác nhau đúng không ạ? Tâm động lực này chính là tâm tạo là nghiệp hay bất thiện đúng không ạ? Dạ con xin dâng mic lại cho sư Quy Niệm ạ. Dạ đúng rồi quý vị, nó có hai cái cách thức diễn hoạt cơ bản nhất của tâm thức, đó là tâm lộ thuộc về ngũ môn. Ngũ môn tức là cái tâm nó diễn hoạt thông qua việc nắm bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc, được gọi là lộ ngũ môn. Và một cái cách diễn hoạt tâm thức hai đó là lộ ý môn, tức là nó không, cái đối tượng của nó thuộc về cảnh pháp, cảnh pháp. Nó không có là cái đối tượng hiện tại trực tiếp là sắc thinh khí vị xúc. Thì trong hai cái lộ trình diễn hoạt cơ bản nhất này á, nó có nhiều thứ tâm làm cái phận sự của nó lắm. Và sau này quý vị học ở cái phần kích chát, Đại Đức Pháp Tính sẽ dạy quý vị sau này về 14 sự, tức là 14 cái công việc của tâm á, thì quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thì trong những cái phận sự của tâm á, nó có một cái loại tâm được gọi là tâm động lực. Tâm động lực hay còn gọi là, nói cho dễ hiểu, tức là tâm bản chất của cái loại tâm này đúng là tâm thiện hoặc là tâm bất thiện, hoặc là tâm, ở trường hợp của vị A-la-hán thì là tâm duy tác. Tâm duy tác, cái loại tâm này là cái loại tâm nó xử lý cảnh, nó xử lý cảnh, nó hưởng cảnh đó, nó xử lý cảnh. Chính cái tâm được gọi là động lực này xác định lúc đó là thiện hay bất thiện, lúc đó là thiện hay bất thiện. Cho nên nó rất là quan trọng thưa quý vị. Còn trong lúc mà mình chết đó thưa quý vị, trong lúc mà cận tử thì đa số người không có tu tập, hoặc là cái căn của thiện pháp nó yếu á, hoặc là chúng ta vì một vài những cái nhân duyên nào đó, do bệnh lý hoặc là do ngoại cảnh tác động, thì lúc bây giờ tâm chúng ta rất là muội lượt và sợ hãi. Thì trong khi đó cái sự kiểm soát về nội tâm của mình đó, đúng quý vị, nó có thể nói rằng nó mất quyền kiểm soát. Trong trường hợp như vậy, tất cả những cái pháp mà mình đã từng tạo ở trong đời quá khứ và kể cả trong hiện tại, nó tranh nhau, nó thi nhau để mà nó hiển lộ cái sức mạnh của nó, dành cái quyền quyết định cho cảnh giới tái sanh. Ở giây phút này nó rất quan trọng thưa quý vị. Cho nên cái người mà có tu tập đó, và có nhiều thiện pháp, thì tâm của người ta có sự định tĩnh ngay lúc mệnh chung. Vì vậy mà người ta dễ dàng có thể lèo lái được cái con đường tiếp theo của chính mình. Còn nếu như trường hợp mà mình sống một cách buông thả, tâm của mình yếu, không có làm thiện nhiều, hoặc là không có tu tập, thì lúc bây giờ có thể nói là giống như lắc xí ngầu của quý vị, lắc xí ngầu. Mà quý vị biết rồi, chơi cờ bạc mà đâu có ai giàu đâu, đâu có ai giàu bởi cờ bạc đâu. Lúc đó chắc chắn là thua, phần lớn là chúng ta thua không. Nó dễ dàng nó khởi lên cái trạng thái bất thiện lắm. Mà thể dính cái anh bất thiện ở cái cận tử là coi như là xong rồi đó. Tâm tử mà sanh lên là tiếp nối là tục sanh. Tục sanh nó xác định cảnh giới luôn, bắt đầu là qua cảnh giới mới. Rồi xong thì ở cái động lực đầu tiên, ở trong lộ trình tâm đầu tiên, tâm tham nó khởi lên để làm bám níu cuộc sống. Kể cả đối với chúng sanh vào địa ngục của thưa quý vị, vẫn là tâm tham ở động lực đầu tiên. Bởi vì dù là mình là như thế nào nữa, cái việc mà bám níu cái cuộc sống đó là một cái bản năng của phàm phu này. Từ trước tới giờ ai cũng muốn sống, ai muốn sống đó. Cho nên động lực đó, đó đó là tâm thiện hoặc là bất thiện á, đối với trường hợp thông thường. Còn đối với trường hợp muôn vị A-la-hán thì đó là tâm duy tác. Tâm duy tác tức là tâm đó nó không có còn tạo nghiệp lực nữa. Rồi như vậy đó.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Quy Niệm đã trả lời câu hỏi cho Phật tử Liên Hoa. Dạ con thấy sư Tuệ Nhẫn có xin chia sẻ một chút. Dạ con xin kính mời bàn tay của sư Tuệ Nhẫn ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammay, Nam mô Sanghay. Con cung kính đảnh lễ chư tăng, con cung kính đảnh lễ sư huynh Huy Niệm bài pháp hay quá trình. Ở đây con xin được phép chia sẻ thêm một chút xíu. Cái này rất quan trọng. Chúng ta biết là trước tiên thì chúng ta phải hiểu nghiệp là gì. Và chỗ nào là chỗ mà đường dẫn vào của nghiệp và chỗ nào là chỗ tạo nghiệp. Là thực tế ra là lúc mà tâm tử đó, cái động lực cuối cùng đó, nó không có tạo nghiệp, mà lúc này là nó cho ra các cái cảnh như là nghiệp tướng, thú tướng, nghiệp tướng và thú tướng, lúc này nó cho ra chứ nó không có tạo nghiệp. Bởi vì cái động lực cuối cùng là tất cả chúng sanh, dầu là chư Phật thì cũng có năm cái động lực thôi. Nhưng mà năm cái động lực này đó thì dầu là năm, chúng ta biết là năm cái động lực thì nó yếu khi mà tử, nên là nó không cho ra nghiệp. Còn các vị A La Hán thì bắt cảnh niết bàn thì không nói. Nên là chúng ta thấy được là những cái cuối cùng này của cái một kiếp sống đó, là nó không cho ra nghiệp, nó không có tạo ra nghiệp, mà nó chỉ cho ra những cái gì thuộc về đã tạo của nghiệp của nghiệp. Vậy thì chúng ta biết rằng pháp nó đang hiện khởi ở đây, và sáu căn này thì nó có năm đường truyền vào cái ý căn. Thì năm cái đường truyền đó là năm cái cảnh sắc thinh khí vị xúc mà chúng ta đang tiếp xúc hàng ngày đó. Thì sau cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi nếm đụng đó, thì chúng ta biết là cái lộ ngũ môn đó, chúng không có tạo nghiệp. Bởi vì cái cảnh của chúng đưa vào và cái cảnh thực tại nó chạy quá nhanh, và đó lúc đó thì nó mới truyền vào cái lộ ý. Thì chúng ta biết là lộ ý nó sinh hoạt rất là nhiều. Nó sinh hoạt rất là nhiều. Thì ở đây á, do tích lũy hay do thói quen hay do cảnh, nó làm duyên để nó tạo ra nghiệp. Như vậy thì nghiệp ở đây ví dụ như là lúc mà sư huynh Huy Niệm đang thuyết giảng đó, thì cái đó là lộ đó, mà lộ ý mà xuyên qua lộ lộ thiệt môn. Nhưng mà khi mà quý vị nghe đó thì lại quý vị nghe thì nó lại ngược lại, là từ lộ nhĩ môn mà nó đưa vào ý môn. Như vậy đó thì chúng ta biết là cái người mà thuyết pháp nó rất là quan trọng, và cái người nghe đó nó cái quan trọng hơn là giác ngộ hay không, thì cái bậc mà trí nó nằm ở chỗ này. Như vậy thì chúng ta biết là tạo nghiệp nó chỉ là tạo ra, nó có ba cái cửa để nghiệp nó thoát ra. Như vậy là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, thì cái lộ ngũ môn này nó không có tạo nghiệp, mà nó là cái đường truyền, và nó là quả của nghiệp, nó là ảnh hưởng của quả của nghiệp. Và cái lộ ý môn này nó cực kỳ quan trọng, là nó sẽ tạo nghiệp, nó tạo ra nghiệp. Như vậy cái lộ ý môn này, thế là lộ ý môn này là nó truyền ra hai cái môn nữa, mà cái môn này là môn tạo nghiệp chứ không phải là cái môn truyền vào. Chúng ta phải nhớ, tức là cái nó truyền ra cái thân môn. Lúc mà chúng ta nói chuyện mà nó truyền ra cái khẩu môn á, thì cái môn này nó không phải là môn lếm vị, quý vị phải hiểu như vậy. Mà môn này đang là môn tạo nghiệp, mà nó dựa trên cái khẩu môn của chúng ta này nè. Và cái ý môn mà lúc mà chúng ta đưa tay vơ chân, hay chúng ta làm cái việc gì đó bằng thiện pháp hay bố thí trì giới, hay là chúng ta đánh đập gì đó, thì cũng chính từ cái ý môn này mà nó tạo ra những cái sắc, nó tạo ra những cái sắc của cái thân môn này, là cái thân biểu chi đó. Cái thân biểu chi á, thì cái nghiệp nó được tích lũy, là nó tích lũy xuyên qua ba cái cửa này, nhưng mà năm cái cửa kia là cái đường truyền của cảnh của các nhân duyên nó vào. Thì chúng ta phải hiểu rất rõ về những cái này để chúng ta biết là nghiệp nó từ đâu. Như vậy thì Đức Phật mới dạy là khi nào mà thân khẩu ý thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh là chấm dứt sự tử sanh luân hồi.
tử sanh luân hồi. À, như vậy chúng ta biết là cái quy trình của pháp nó là như vậy. Và nếu như chúng ta không nắm bắt được những cái điều hết sức là chân thực nó đang diễn ra này, thì chúng ta không bao giờ hiểu được về pháp trong đời sống hàng ngày. Chúng ta sẽ không hiểu ngộ được Niết Bàn. Và kể cả là chúng ta không hiểu từ bây giờ về sáu căn này từng chút một, thì tất cả tam tạng kinh điển của Đức Phật mà chúng ta học thì nó đều sẽ bị ngôn ngữ và dần dần nó sẽ xóa hết những cái thực tại mà nó đang hiện hữu mà chúng ta không biết nó là gì. À, đó là điều mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý ở cái vấn đề nói về nghiệp ở đây. Nghiệp nó đang hiện khởi ở đây, à, chứ không phải là nghiệp là một cái gì. Nghiệp là gì? Nghiệp là tâm sở tư. À, và nghiệp đó nó có hai cái phận sự của nó. Cái phận sự của nó tạo nghiệp là nó chỉ có ở trong cái động lực ý môn, và nó chỉ có ở động lực thiện và bất thiện. Và trong cái động lực thiện bất thiện thì nó chỉ có 28 cái động lực để tạo nghiệp thôi. À, cái động lực bất thiện tức là cái tâm si phóng dật, nó không thể tạo ra nghiệp. Mặc dù nó là nghiệp nhưng mà nó không thể tạo ra nghiệp gì. Nó không thể tạo ra nghiệp đạo, tức là cái nghiệp có thể là tái sanh, là làm cho tâm quả đó. À, chứ còn à, cái nghiệp của nó có lúc mà nó tham, nó sân, nó phóng dật thì nó vẫn là có nghiệp. Như vậy chúng ta biết là nghiệp mà tạo ra quả là khác, nghiệp tích lũy là khác, nghiệp nằm trong phiền não là khác. Và cái tâm sở tư nó nằm ở trong các cái tâm quả là nó nằm suốt trong 121 tâm là khác. À, thì chúng ta mới thấy được là cái nghiệp này nó vô cùng là vi tế, mà chúng ta cần phải nắm bắt khi mà nói đến nghiệp. Đó là con xin chia sẻ một chút xíu về vấn đề này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con xin kính tri ân sư Tuệ Nhẫn đã chia sẻ rất là hay ạ. Dạ. Dạ, con thấy thời gian bây giờ cũng vừa phải lẻ. Con không biết sư chủ rung còn ở trước máy không ạ. À. Dạ, con xin kính bạch với sư Thanh Tâm. À, con xin kính thỉnh sư lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. À. Con không biết sư còn ở trước máy không, bạch sư. Dạ, con không thấy... sư Thanh, dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, con xin kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ Thầy Kheo Pháp Tính, Thầy Kheo Huy Niệm, sư Tuệ Nhẫn. Kính chào cô Kima và tất cả quý Phật tử. Thay mặt lớp học, thành kính tri ân sư Huy Niệm, sư Tuệ Nhẫn rất nhiều. Ngày sau đây sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Ba hoa tu sắp ba măng gá lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba bút đà nu ba quê đã xa đà sổ thị ba quanh tu tệ. Bao qua tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba đầm mà nu ba quê đã xa đà số thị bao quanh tu tệ. Bao qua tu sắp ba măng ga lăng rắc hành tu sắp ba đề quá ta sắp ba sang ga nu ba quê đã xa đà số thị bao quanh tu tệ. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, do nghe kinh, xin hồi hướng phước báo này đến cho Hương Linh Nguyễn Duy Trưng. Mong Hương Linh sau khi thọ hưởng phước báo này thì được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, cảnh trời, cảnh Niết Bàn. Bạn ở nơi nào được an vui thì niềm an vui được tăng tiến hơn. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Rồi, mời cô Nhật Quỳnh ạ. Nguyên Như ạ. Xà thú, xà thú, xà thú. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẻ. Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ.
Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ka re bo thi ka re ta hân ta hân ta tham ma da ne na pa wan tu pu chi ta so thân ka ron te ta vi ha ra mang da le Thế ra cha mắt cha na hoa ca cha phân kha vô xa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca. Ga ma cha đê sa ni ga ma cha e sa ra sắp ba na phu ta su khi ta pha văn tu tê. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kam ma rang pa tin cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mô tham mắt tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắt go Wa an tha ya cha hi ta ya am he rang ka tu san tham mô sam be bi tham ma cha ri no vu thân sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we đệ tê y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô Ý đăng quá tám mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tú á nà gá tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyên Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào buổi học ngày mai. Chúng ta sẽ học Vi Diệu Pháp với Kinh Milanda, cũng như giờ thường lệ là từ 8 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi buổi tối ở Mỹ và từ 7 giờ rưỡi cho tới 10 giờ rưỡi buổi sáng ở bên Việt Nam. Và Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.